Thì chúc anh chị là sang Nam thì cưới nhau thì chúc là gia đình càng ngày càng được ấm. Đấy, có thêm một đứa cháu đấy, thì làm ăn thì càng ngày càng phát triển, em thì càng ngày càng đi lên. Ok. Anh em mình giúp đỡ lẫn nhau. Ok, nói thế thôi. Anh em mình sao? Thôi sang Nam mới vẫn như thế là được. Ok. Rồi, chúc mình rồi. Happy birthday. Ôm nhau không đi. Giả vờ tí đi. Giúp ôm em này. Hello mọi người nhá. Thì ngày hôm nay là ngày 29 Tết anh em ạ. Thì cả xem của Kiên đang có mặt tại trước cửa nhà Kiên luôn anh em nhá. Thì anh em biết làm gì không? Thì hôm nay thì là một ngày cũng là khá là buồn với mình và cùng mọi người luôn. Bởi vì sao? Thì nói chung là cũng có niềm vui, niềm buồn. Chứ luôn buồn bởi vì là Tết thì anh em lại phải xa nhau. Đấy, tem mình lại phải mỗi người về một nhà và mỗi người về một nơi, lại về tạm thời xa nhau và tạm thời không ở với nhau nữa. Và nói chung là vui thì lại đón năm mới và vui lại là sắp tới là năm mới thì mình sẽ phải cố gắng đạt ra nhiều thật những cái sự của nỗ lực của mình và nhiều những cái thành công của mình hơn nữa. Còn là bây giờ như này. Bây giờ như này thôi đâu. Bình tĩnh. Anh Phúc. Ok. Bây giờ như này, bây giờ mọi người ở đây nói chuyện đi. Xong là để anh vào, để anh có quà. Ok. Vâng. Ok. Bà gì đây? Bà bất ngờ, quà bất ngờ nhưng mà. Quà. Quà. Và sau đây là anh Long phát biểu đi. À đây là tôi xin tuyên bố là tôi là Vương Bình. Đấy, mà tôi sẽ đưa tôi mỏm nhất cho giới. Anh em là những con mình là Long Le anh em ơi. Cho anh em nhá. Ok anh em nhá. Tôn cả các người con người yêu vào. Người xung quanh mình là tôi, vẫn là tôi, idol Long Le. Wow. Và mình là idol Việt Tranh anh em nhá. Không biết gì đâu. Mang lại nhá, mang lại nhá. Ôi, cây đẹp quá nhỉ. Cây đẹp đây. Cây đẹp quá. Có luôn à. Anh tặng đứng vào đây. Đứng vào đây. Chào hàng. Chào hàng. Xếp hàng vào đi. Vào. Xếp hàng vào. Đứng hàng vào đây. Xếp hàng vào. Các cháu quanh tay vào. Thì Hoàng Dũng thì là ăn Tết với mình nên là không quà. Anh Chiến cũng thế. Anh Chiến cũng thế. Anh Chiến nữa mà. Anh Chiến nữa. Anh Chiến. Mày vào đây. Không làm những cái chương trình được. Đây thì năm mới anh chúc sức khỏe Quang với cả gia đình nhá. Bảo về bảo với gia đình bảo là anh gửi quà cho gia đình thấy chưa? Thì anh chúc Quang với cả gia đình về ăn Tết vui vẻ nhá. Anh có chút quà nhá. Sao mặt buồn thế anh? Thật hay là đùa đấy? Anh đùa đấy. Thật hay là đùa đấy? Đây, mời Bình. Anh hẳn tí các bạn về thôi. Về ăn Tết ở Linh Bình. À đây chịu rồi, chịu. Thì về ăn Tết thì bảo là anh gửi quà cho gia đình phải bảo thế nhá. Chứ đừng có bảo quà của anh mua nhá. Đừng có bảo quà của anh mua nhá. Anh xuống nè, là anh đang xuống đâu, được chưa? Rồi, được rồi. Về bảo thế nhá, để anh có chung là mấy anh em thì anh cũng không có cái gì nhiều đâu, anh chỉ có một quà thôi, hiểu chưa? Vâng, đây em cảm ơn anh nhá. Về bà bố đang xếp tặng quà nhá. Rồi, em cảm ơn chị nhá. Đây là con Long, tấm lòng của chị yêu. Thằng Long Linh, Long ở Linh Bắc Linh. Đấy thì tôi cũng tặng quà tôi cảm ơn bạn. Năm mới chúc sức khỏe bạn với gia đình nhá. Sang năm mới gia đình hạnh phúc, rồi là bảo tôi là tôi gửi quà cho gia đình nhá. Cảm ơn bạn. Còn đây là quà của chiến sứt. Chiến sứt à? Ido chiến sứt. Đây là chiến sứt ở gần nhà mình luôn, ở Duy Tiên. Chiến sứt. Đây là chúc khỏe em chiến sang năm cố gắng làm ăn nó tốt hơn năm nay. Thôi, như thế này nhá. Rồi, chúng ta cũng một lần nữa. Rồi, gọi ra cho xe tôi, người ta đi qua đấy. Anh, đâu rồi, từ. Anh, kia. Anh, nó không có quê. Ôi, thằng cameraman này nó không có quê. Nó không có quê. À, xe mình. Quá lo. Xe bạn lại đi, bạn lại đi. Anh chỉ mình dỗi nhỉ, dỗi. Dũng với cả chị Thư thì mùng 1 tặng sau. Rồi. Là bây giờ là từng ngày em phát biểu một. Từng ngày em phát biểu một đi. Để anh góp phát biểu đi. Tôi mọc đến 4 đi. 35 Ninh Bình. Em là số báo danh 35 Ninh Bình. Đấy, đến từ Kim Sơn Ninh Bình. Thì em cũng tấm lòng như này. Thì chúc anh chị là sang Nam thì cưới nhau thì chúc là gia đình càng ngày càng ấm.
đấy, có thêm một đứa cháu đấy, làm ăn thì càng ngày càng phát triển, em thì càng ngày càng đi lên. Ok, anh em mình giúp đỡ lẫn nhau. Ok, nói thế thôi. Anh em mình thôi, sang năm mới vẫn như thế là được. Ok, chúc mừng mình rồi. Rồi. Tiếp theo tôi. Tôi Quang Anh ở Hưng Yên. Em xin nắm tay hơi lâu rồi đấy. Xin phát biểu nói chung là làm cũ qua năm mới tới thì cảm ơn anh chị và bác, hai bác trong gia đình thì cũng đã hỗ trợ tất cả những anh em ở đây thì cũng mong là năm mới bác với cả hai anh chị là sức khỏe dồi dào, làm ăn công việc. Nói thế được rồi anh. Nói thế được rồi. Chỉ có lời ngắn gọn thôi. Nói thế được rồi. Như thế thôi. Ok bạn chúng. Rồi đứng đây đây. Sóc Trăng. Long lè lè lưới. Tôi Long lè số thanh 99 từ Bắc Linh anh em ơi. Đấy tôi thì ít văn nên chẳng có cái gì cả. Thì thôi bạn cho tặng quà chúc Tết. Thế thì tôi về thì... Bạn ơi, bạn nói anh nhanh nhưng hắn không có cái. Nói anh nhanh ơi, hơi lâu rồi đấy. Qua đi. Mất thời gian đấy. Ăn trả đợi hơi lâu đấy. Cho tôi cảm ơn, thế thôi. Đừng vỗ. Cho tôi cảm ơn, thế thôi. Nói chung là về thì... Rồi, bạn về. Nói chung là anh về là cứ ăn Tết vui vẻ. Ok, ok. Là mùng 3 anh em tôi lại có gặp mặt nhau lại nhìn là vẫn là ok, hiểu chưa? Ok, ok, ok. Mình luôn đấy. Mùng 3 là vẫn thế. Idol chiến sứt. Em số bị danh là sứt. Đến từ Hà Lan. Rồi. Bề số. Bề số là 91. 90. 90. Bề số tự chế ra, bề số mình tự. Rồi chế hết mic cho ơi. Mày bỏ mic mày xuống. Thôi. Tay giờ chưa? Chưa. Anh chị không? Em chúc anh chị là. Nào thử nào. Chúc anh chị năm mới làm ăn càng ngày càng phát đạt, sức khỏe thật là khỏe. Rất là khỏe. Ok. Rồi thế thôi. Thế thôi. Thế thôi. Rồi. Rồi. Con là Idol Sóc Trăng. Vâng. Chào bác ạ. Này Dũng ơi, mùng 1 chị em mình lấy tiền trước rồi đòi DC nhờ. Vâng. Còn Idol Dũng Sóc Trăng. Rồi đây mà. Rồi, Idol Dũng Sóc Trăng thì tôi chết thôi. Rồi, cháu kéo tôi. Ôi, không, không, lấy đi. Lấy đi. Thì đưa này, không có gì cả. Thế em. Ôi thế em. Năm mới không nói nhiều. Anh tặng em cuồng này. Ô thế em nè. Còn năm kia kia mặc cái này. Thế em à. À đồ vịt tay quay đúng không? Ôi. Như này. Đấy anh không có gì nhiều. Ôi đậu. Không em không cần. Thật ra à đồ vịt tay thì khôn khó một cái là anh biết là em không về quê. Nên là nếu mà anh tặng cho em thì là lòng nó đỡ hết. Đúng rồi, em biết mà. Anh xin rút kinh nghiệm này. Nhưng mà thế anh cho em tiền là được. Không, thế anh cho em tiền là được. Rồi được, thế chúng em phải tiền thì mùng 1 được nhá. Rồi, chúng ta nhìn đến là ok rồi. Chúc tất cả mọi người một năm mới vui vẻ hạnh phúc nhá. Team của mình năm nay là kết thúc tại đây. Happy birthday. Kết thúc tại đây mà là dừng lại tại đây. Và vẫn ra video bình thường nhưng mà sẽ anh em sẽ đi về. Happy birthday. Ôm nhau khóc đi. Giả vờ tí đi. Anh Dung ôm em này, anh Dung ôm em này. Anh em ạ, rồi. Giết rồi. Đây, anh kia đứng đây. Nói chung là anh nói ít thôi. Đứng yên lên. Đây, đứng yên đây. Chưa? Được rồi. Chụp cảnh được chưa? Được rồi. Ok rồi. Tôi bị quất tất cả. Đây, đây, chụp cảnh biết đây. Cầm tay đây, rồi. Con em chụp máy thì để anh rồi, của em rồi, cửa hàng của em rồi, hàng hóa của em rồi. Ông phải bỏ túi ra thì mới đẹp. Đúng rồi, bỏ túi ra đi. Vào đây. Trông thang lục thùng. Nhưng mà tí ôi đẹp đấy. Bao tiền của anh ấy nhá. Tí cầm về hơi nặng anh ạ. Nói chung này, cầm về nặng hay không thì không sợ. Tí về hơi nặng ạ. Hơi nặng ạ. Ôi đừng vứt xuống nhá, tí còn tí cầm bỏ cái nhá. Rồi. Quá đâu anh ạ. Như bê chắc luôn này. Bê chắc luôn. Tôi hình bê chắc. Thái cao mình để tao hướng. Rồi, từ từ đứng bên kia, chúc bên kia đây là vừa rồi. Đứng sau đây. Rồi, rồi. Ok, ID Việt Tranh. Về quê ăn Tết. Về nhà ăn Tết. Về quê ăn